Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhạc chuông cho iPhone iPad không cần dây Black. Đây và trên mình đây chiếc tai iPhone iPhone 5C. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhạc chuông cho cái iPhone của mình. Đây và các bạn đây, và các bạn mục âm thanh. Và các bạn nhạc chuông đây. Các bạn nhạc chuông đây là mặc định của máy chưa có nhạc chuông. Đây và mình sẽ hướng dẫn hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn thoát ra và các bạn cắm cáp cái nồi máy tính, chiếc laptop của bạn hay là máy tính bàn cũng được. Đây. Nếu mà lần đầu tiên cắm thì có hiện chữ tin cậy thì các bạn chọn tin cậy cho mình nhé. Và mình sẽ để chiếc iPhone của mình xuống. Và trên trên máy tính thì các bạn dụ thích bài nào thì các bạn tải về. Bây giờ là đang bài Phía Sau Một Cô Gái Đang Hot đi. Mình sẽ tải bài này về đi. Phía Sau Một Cô Gái. Mình sẽ tải về. Đang hot, rất hot. Và mình sẽ chọn bài một bài Nhạc Của Tôi. Đây nói chung là tải thì các bạn nào cũng khả năng cũng có thể tải được rồi. Chứ cái này thì mình không phải hướng dẫn nhiều, các bạn kích và tải về. Và đây các bạn chọn phải còn nick thì mới tải được 32 bit. Thì các bạn chọn bài 128 bit thôi. Đây. Và tải về sắp thành công. Đây. Đã tải về thành công và trên máy tính của mình thì các bạn mở cho mình trình duyệt là iTunes 3. Đây iTunes 3. Nhưng mà theo mình thì nên các bạn nên dùng bản của tiếng Trung Quốc dễ dùng hơn. Nó nhiều, nó hỗ trợ nhiều hơn các bạn. Đây các bạn đây là chiếc iPhone mình, đây là Văn Phú Mobile. Và đây là các bạn sẽ đây là các bạn sẽ kích sang mục cài đặt này. Các bạn cài đặt nhạc chuông này. Các bạn chọn đây là chữ tàu, chắc là mình không rõ, đây là chắc là thêm nhạc chuông của máy tính, mình chọn kích thêm nhạc chuông. Các bạn đây là Phía Sau Cô Gái mình đã tải về sẵn một chiếc máy rồi, các bạn kích vào Phía Sau Cô Gái. Đây và đang chạy đây các bạn. Bài nhạc chuông thì theo mình thì nhạc chuông các bạn cài lên tầm độ cắt đây tầm 1 phút thôi các bạn ạ, cũng không cần nhiều đâu. Thì nhạc chuông của gọi mình cũng chỉ tầm gần đấy thôi. Các bạn tùy theo chọn đoạn âm nào cũng được. Các bạn cứ kéo thả đây. Tùy các bạn đây, kéo thả đây. Và mình sẽ chọn đoạn âm mình hay thích nghe, đoạn mà cao nhất mình sẽ chọn vào đây. Luôn vào chỗ này. Đây. Rồi và đã chọn được một đoạn như thế này là đang 44 giây, mình cũng cần thế thôi. Các bạn có hai cái chữ ở bên dưới này thì các bạn đây là chữ bên này thì chữ tiếng Trung Quốc. Mình cũng không hiểu cho lắm, đây là chữ đây bên này là thêm nhạc chuông vào máy tính này. Đây các bạn thêm này, đây thêm vào mục máy tính nào cũng được. Và bên này là chữ bên này là thêm nhạc chuông vào điện thoại thì các bạn kích vào thêm nhạc chuông vào điện thoại. Đây là đang chạy thêm vào điện thoại đây. Đấy. Đấy, đã thêm thành công. Đây và trên điện thoại của các bạn thì các bạn mở đây. Mình sẽ mở mật khẩu lên. Đây rồi. Các bạn sẽ ra đây, các bạn sẽ kích vào cài đặt đây. Nhạc chuông và các bạn đã có nhạc chuông. Đây và mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt thêm một bài nữa. Cho các bạn dễ hiểu và các bạn mình sẽ tìm một bài Lạc Trôi. Đây. Và trên đây mình đã tải bài Nhạc Trôi. Lạc Trôi mình sẽ download bài Nhạc Trôi về. Và các bài nhạc đang hot các bạn thích tùy duyên hay thế nào tùy các bạn. Đây và các bạn mình kích download. Đây đã đang download bài Nhạc Trôi. Và cũng như vậy kia thôi, các bạn mở công cụ iTunes 3 lên. Và các bạn xóa đi, các bạn chọn lại cài đặt đây, các bạn chọn thêm nhạc chuông này. Các bạn chọn nhạc chuông từ máy tính đây. Đây và bài Nhạc Trôi mình đã tải xong được cho các bạn. Đây, mình kích vào Nhạc Trôi. Cũng cắt như kia mình, các bạn thích đoạn nào thì các bạn cắt. Nhưng mà mình thì cứ chỗ nào cao trào nhất thì mình cắt. Đây, mình chỗ nào cứ cao trào nhất là mình cắt. Các bạn đây là chọn thêm máy tính, các bạn chọn thêm vào điện thoại. Đây. Và mình sẽ mở phím lên và đây mình sẽ vào nhạc chuông này. Đây, Nhạc Trôi đã vào chiếc iPhone của mình rồi.
Và chúc các bạn và chúc các bạn thành công nhé.